những ngọt ngào từng hứa của Xoài Non và Selmesic. Thiếu gia Hà Thành khẳng định yêu tất cả mọi thứ của vợ. Không phải chỉ là cái gì mà mình yêu từ đối phương là nó quan trọng, mà tất cả điểm của người ta mình có thể mình chấp nhận và mình yêu được cái điều đó. Tiết lộ Xoài Non là người duy nhất được cả họ hàng của mình đồng ý. Chồng em cũng bảo là em là người đầu tiên mà chồng em dẫn về, cả dòng họ đồng ý. Còn trước đấy là dẫn về nhưng cũng mọi người không đồng ý. Lê Công Niết nhưng luôn tôn trọng Xoài. Hứa nếu bà xã không sinh được thì sẽ đi sinh con nuôi. Chồng em bảo là chồng em muốn là chồng em còn trẻ, em muốn được dẫn con đi chơi. Mà ổng mê con nít á. Ổng có thể dành một ngày chơi với con nít. Hiếu kiểu tôn trọng việc là nếu mà em muốn đẻ không đẻ thì thôi. Em hỏi nếu mà em vô sinh thì anh có đi lấy người khác không? Thì ổng nói với em là không, đi sinh con nuôi. Bảo sao Xoài Non luôn xem chồng là món quà trời ban. Mình thật sự là đang nợ Hiếu hay sao thì mình mới gặp đến yêu Hiếu và cưới Hiếu. Cảm giác như đây là một cái món quà mà trời đã đem đến cho mình. Đến cuối cùng cũng chỉ là người dưng ngược lối. Không cuộc hôn nhân nào mà nó lúc nào cũng kiểu màu hồng. Cái áp lực hôn nhân nó nặng nề. Không bất kỳ cái mối quan hệ nó thất bại thì mình có thể rút ra một bài học. Và từ từ sau bao nhiêu bài học đó thì mình thấy rõ hơn là mình muốn những gì từ người mình yêu. Sau khi Xoài Non chính thức công khai chuyện đường ai nấy đi với Selmesic, đông đảo người hâm mộ đều gửi lời chia buồn đến cặp đôi. Không chỉ bên dưới bài đăng của Xoài Non, nhiều khán giả còn lặn lội tìm vào các clip hạnh phúc, những lời hứa hẹn của cả hai để bày tỏ sự tiếc nuối. Thời điểm kết hôn, Selmesic liên tục khẳng định Xoài chính là người mà mình luôn muốn tìm kiếm. Bởi trước khi quyết định về chung một nhà, cả hai đã có thời gian chung sống. Nhưng một năm sau đó, thiếu gia Hà Thành cảm thấy tình cảm mà mình dành cho vợ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Thời gian trôi qua thì mình từ nhận ra là Trang hơn tất cả những người phụ nữ khác. Trong một năm ở với nhau thì tụi mình có rất nhiều thời gian để hiểu hết những điểm tốt và điểm của nhau. Không phải chỉ những gì mình yêu ở đối phương là quan trọng, mà mình còn chấp nhận và yêu tất cả những điểm của người ta. Đó là điều giúp mối quan hệ lâu bền Selmesic từng trải lòng trong đám cưới của mình. Nam thiếu gia cũng tiết lộ rằng Xoài Non là cô gái duy nhất từ trước đến giờ nhận được cái gật đầu của cả họ hàng nhà mình. Những người bạn gái trước đó đều có điểm khiến mọi người trong gia đình ăn chưa ưng ý. 5 năm tính từ khi về bên nhau cho đến thời điểm chia tay, Xoài Non và Selmesic vẫn thường xuyên nhận được những câu hỏi về chuyện con cái. Dù là một người rất thích trẻ con và luôn mong ước sớm được làm bố, tuy nhiên, Selmesic lại luôn tôn trọng vợ và toàn tâm toàn ý để cô quyết định chuyện sinh nở. Xoài Non từng tiết lộ, Hiếu không bao giờ bảo là em ơi em đẻ đi, không phải kiểu người như vậy. Hiếu luôn tôn trọng và bảo là em muốn đẻ thì đẻ, không đẻ thì thôi. Dù vậy, Xoài Non vẫn luôn lo lắng về sức khỏe của bản thân. Người đẹp còn từng hỏi chồng nếu chẳng may mình vô sinh thì anh có lấy người khác không? Đối diện với câu hỏi của vợ, Selmesic khẳng định trường hợp xấu nhất thì hai vợ chồng hoàn toàn có thể sinh con nuôi. Được Selmesic yêu thương, chiều chuộng, Xoài Non cũng luôn dành cho chồng sự tôn trọng nhất định. Cô còn từng nhận định nam thiếu gia chính là món quà quý giá mà cô được ông trời ban tặng. Hiếu là người luôn ân cần, luôn lo lắng cho Trang và chỉ ra những cái đúng sai cho bản thân Trang. Hiếu cũng như một người bố thứ hai của Trang vậy. Trong những quyết định của Trang thì Hiếu luôn cho Trang những ý kiến, cho Trang những định hướng tốt nhất và luôn ở phía sau hậu thuẫn Trang. Cảm giác như Hiếu là một món quà mà trời đã ban cho mình, Xoài Non trả lòng. Người đẹp cũng từng hứa hẹn rằng nếu sau này có ra sao cũng sẽ bên cạnh Selmesic, những lúc anh cần thì cô sẽ luôn xuất hiện. Em biết mình không phải là một người vợ hoàn hảo, nhưng em luôn biết em sẽ cần phải làm gì và em sẽ cần phải cố gắng vì ai. Em sẽ cố gắng hơn nữa, để sau này khi anh nhìn lại, anh có thể tự tin nói với cả thế giới rằng yêu em là điều đúng nhất mà anh đã làm, Xoài Non từng nói với Selmesic. Tuy nhiên, hiện tại, sau 5 năm gắn bó, cả hai vẫn không thể tiếp tục bước chung đường. Người hâm mộ hầu hết đều tiếc nuối vì chuyện tình đẹp của cả hai.